Chào các bác nha. Hiện tại thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì anh em kỹ thuật Hoàng Long đang có mặt tại thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Xếp một cấu hình combo cho nhà anh Tuyến. Đây là cấu hình combo nhà anh Tuyến, anh em vừa đến nơi. Một đôi loa B12 phiên bản mới. Đây. Một xúc 560. 560 Bluetooth, một đẩy X23 và một mic 30 Pro. Bây giờ anh em sẽ cho hàng vào không gian của nhà anh Tiến, sẽ lắp cũng như lắp đặt cho anh. Rồi, các bác và anh em chờ giây lát nhé, đội ngũ thuật sẽ sẽ lắp cũng như là lên nhạc, mời các bác và anh em thưởng thức cái chất âm tại không gian của nhà anh Tiến. Tình đắm sâu
Có hay không, nhưng mà bà con đến đây hát là đều khen hay, chứ là mình cảm thấy hay. Thì bây giờ một bộ 40 triệu mà nghe nó không vào tai nữa thì thực ra là cái cấu hình này là còn cái... bình thường thì chẳng hạn như là ở nhà thì độ 10 triệu, 7-8 triệu hay hơn 10 triệu ở nhà khi dùng nó kém thì nó thế nó bluetooth được xong. Còn bây giờ bỏ ra bình thường bỏ ra 40 triệu thì dĩ nhiên là nó phải vâng. Thế là nó phải xứng đáng với đồng tiền bỏ ra, nó khác. Đấy, hôm đấy tôi tự nhiên là mấy chú cháu anh em nó hứng lên rồi. Thế là sang luôn đấy. Thì đấy, buổi tối đấy là mấy chú cháu đấy, là sang đấy. Trai đấy. Thế ở đây sang tham khảo tôi đã. Tại vì mình ở gần thì mình có điều kiện hơn là những các bác ở xa. Các bác ở xa là chúng ta đến với Hoàng Long của chúng em ấy, chúng ta chỉ nghe qua trên YouTube hay là Facebook, nghe anh em online stream nó bật, tin tưởng là chính. Nhưng mình ở gần thì mình có điều kiện là đến Đại Sư trải nghiệm tất cả nhiều những cái cấu hình nó khác nhau để mình nó phù hợp với cái mức độ mình bỏ tiền ra. Chẳng hạn bỏ bình thường bộ hơn 10 triệu cũng được, nhưng mà đúng khi nghe nó không còn tác. Nhưng mà tiền nào thì mình dùng nó mức độ nào thì... đi hát chẳng hạn nhiều những bộ 7-8 triệu, 10 triệu thì nhạc cũng nghe rồi. Và... lên Hoàng Long thì chắc là được thử hết, thử nhiều không bảo nên lấy bộ B12 nên là lấy cứ B12 sẽ lắp rồi không. Hôm đấy không bằng lắp thử cái bộ nọ sang bộ kia, cứ mất công trải nghiệm, cứ trải nghiệm thử không nhìn cái loa, nói chung là cảm thấy nó vào mắt. Càng những cái bộ mà gờ máy đấy nhiều loa con đấy khi thì nó thích rẻ đấy. Thế nên cái loa này là nếu mà bác mà theo dõi một năm, gần một năm rồi ấy, thì cái loa này hiện tại là nó mới về, lúc bác sang thì là mới về hôm thứ hai, cái mới về cái là
bọn em lắp những cái đấu hình loa B của này nhiều. Như là chị biết sử dụng ở nhà nó hầu như để này thì nó có ảnh hưởng gì không? Cứ một tuần về mở làm được cái sợ mấy tháng hay một năm mở thì sợ nó bị ẩm nước chân mạch như biết rồi. Thích mua nhưng bình thường đây đi mới tối về đây, thường thường cứ tối mịt mới về, về 8 giờ 8 giờ này đi. Nó tranh thủ tí có tiếng 16 triệu em. Vâng ạ.